Fujicare, nâng niu cơ thể bạn. Rồi, mọi thứ đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu đầu tiên trong kèo đấu buổi tối ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa chim sẻ đi nắng chuyên bệnh đối đầu với Tiểu Thủy Ngư và Đổ Thánh. Ôi, vãi quả, hy vọng cái BE này của game thủ chim mệnh nó không bị dính vào khu vực đặt G của mỏ quả. Để xem nào, tôi thấy đang hơi có một tí dốc. Ủa, thường nguy rồi anh em ơi. Bên trên còn chỗ đặt không? Không còn chỗ đặt. Cái BE đầu tiên. Mệnh khả năng cao sẽ phải đen cái E kia đi để đóng G. Có đúng một vị trí đấy để đóng G rồi anh em ạ. Quá nhỏ dành cho chim mệnh. Nếu như không đen cái BE để đi và cố gắng đóng một chiếc BG ở vị trí khác thì mệnh sẽ bị chậm khá nhiều dân. Bởi cái BG nó ăn quả xấu. Cho quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ thôi. Khá nhỏ dành cho mệnh. Thực ra thì trong bóng đêm, trong bóng đen chúng ta không thể biết được vị trí của bãi quả. Và cũng không biết là cái bãi quả nó tròn, nó méo như thế nào. Gọi là đen thôi đúng không anh em? Chung quy lại là đen thôi. Trường hợp này anh em đánh đế chế thì gặp nhiều rồi. Chắc chắn là kiểu gì cũng đã từng gặp cái tình trạng gọi là vừa vào vẩy cái E đầu tiên nó dính đúng vào mỏ quả. Đỏ thì vẫn có chỗ khác đóng G đẹp. Mờ đen thì như chú mệnh vừa rồi đấy. Có đúng một chỗ đóng BG thì đập luôn cái BE vào đấy. Không, anh Bà Thịnh Viên mắng sai nhá. Dùng từ cẩu thả là hơi sai đấy. Đen thôi. Cái này anh em chơi kiểu gì cũng bị. Mình cũng bị đầy đây chứ. Chào Võ Đức Hiếu. Vâng, đánh 2C mỗi C chạm 5 nha anh Võ Đức Hiếu nhá. Không nhận được thông báo kèo. Không nhận được thông báo kèo thì anh em comment lại cái lệnh này. Chấm than notify này, bật lại thông báo lên nhá. Bật lại cái thông báo like lên. Bị chậm tiếng à? Không, tiếng bình thường mà. Đây, tiếng game máy của sẻ đây anh em. Tiếng game máy của chim sẻ đây là anh em thấy khi mà tôi quay màn hình máy của chim sẻ thì mọi người sẽ thấy tiếng nó khớp. Còn khi tôi quay màn hình máy của chim mệnh thì anh em sẽ thấy tiếng nó không khớp. Mình sẽ lấy cố định tiếng game từ máy của chim sẻ. Đang quay xem thao tác tay của sẻ trận 1 à. Đây, mình đang quay thao tác tay của chim sẻ đây anh em. Kèo có tệ nhá, chào Lâm Nguyễn nhá. Lại điệp viên 007 à? Không, hôm nay đánh chậm Lâm thì cũng không thể điệp viên 007 được. À, Lê bị chậm tiếng, anh em nghe có bị chậm tiếng không? Anh em nghe tiếng bình luận của mình là có thấy bị chậm không? Tôi thấy mọi thứ nó bình thường mà nhỉ. Tiếng nó rất là khớp đấy chứ. Bình thường. Đây em vừa check lại rồi, tiếng bình thường mọi người nhá. Không bị delay, không bị chậm nữa nhá. Tiếng rất là khớp luôn đấy. Rồi, ok, cảm ơn anh em. Anh em cũng cần em chỉnh cái gì nữa thì mọi người bảo nhá. Tranh thủ cái lúc đầu đang rảnh tay này. Cái thời điểm mà chưa có giao tranh, chưa có những cái dấu hiệu quan trọng thì mình có thể tương tác với anh em và có thể chỉnh sửa kỹ thuật, chỉnh sửa kênh nếu như anh em có yêu cầu. Đợt này thì mạng cũng đỡ rồi nhở. Đợt này anh em xem chắc là mạng nó cũng đỡ lag hơn khoảng một tuần trước. Khoảng một tuần trước thì đúng là xem nó lag kinh khủng khiếp. Cáp quang nó đứt, lag kinh luôn. Vâng, bài đấu này của chim sẻ là một bài đấu về lượng đồ ăn thì tôi thấy nó cũng không được đẹp anh em ạ. Bài này đồ ăn nó không đẹp đâu. Ô, gặp màu 7, gặp Đổ Thánh. Dân của chim sẻ gặp Đổ Thánh đi đập lô. Vâng, Đổ Thánh đi đập lô. Đập lô anh em ạ. 6-7 dân di chuyển về phía nhà của cái thủ chim sẻ. Nhưng mặt đằng này, đằng nhà sẻ đâu còn cái gì ăn nữa đâu. Omis.
chỉnh lại cho sẻ nhà giàu giàu một tí à? Cái này thì hơi khó. Vâng anh em, khó thế anh em cũng nghĩ ra được. Hơi khó để tôi có thể chỉnh nhà giàu cho sẻ được. Rồi tích đời 15-24 với 28 dân, không quá sớm nhưng cũng không quá muộn, bởi đơn giản chúng ta có thể thấy cái map đấu này thì đồ ăn của chim sẻ đều là những đồ ăn tương đối xa so với nhà chính. Đảo qua mảnh máy của game thủ chim mệnh một chút, thời điểm đầu thì mệnh bị với một cái vấn đề như cũng không phải là nhỏ, tình huống xây chiếc bè đầu tiên nó bị dính đúng vào vị trí duy nhất đặt BG ăn quả, nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc ép đời. Và trận đấu này chúng ta có thể thấy mệnh kích đời 3 ở 11-40 rất muộn, và nhà A gần với cả nhà A của đối phương như này với một bài đấu lên muộn thì bất lợi rõ ràng sẽ thuộc về game thủ truy mệnh. Trong trường hợp mà lên muộn hơn, nếu như lên ngang hoặc sớm hơn thì không nói, nhưng với cái khoảng thời gian kích đời là 11-40 như này thì chắc chắn là mệnh sẽ lên đời sau tuyển thủ ngư rồi, hàng rất cao. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ, sẻ đã bắt đầu cơ cấu nhà. Cánh bên này thì có một chút cảm giác là chim sẻ sẽ có lợi thế trước mẫu 7 game thủ đổ thánh, khi mà đổ thánh là một bài đấu đi đập lô vác 6 ông dân về phía nhà game thủ chim sẻ, gọi là có cảm giác là có lợi hơn anh em ạ. Chứ còn thực tế khi mà chưa dò, chưa mở bản đồ ra, chưa ăn được cơ sở của đối phương, chưa bắn được dân của đối phương thì cũng chưa biết như nào. Sẽ bắt đầu tăng những chiếc nhà BA mới của mình, chiếc nhà BA thứ 3, 2, 4, 6 cái ruộng ở khu vực nhà BG ăn mỏ quả phụ. Và xin phép anh em 30 giây nhá. Trân trọng giới thiệu với anh em GT Cherry Butterfly, điểm tựa thành công là mẫu ghế công thay học tốt nhất và nổi tiếng nhất của GT Cherry. Ghế sử dụng chất liệu lưới cao cấp, mềm, mịn, bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm ở Việt Nam. Tính năng tùy chỉnh đa dạng, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống của vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng, giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái, tiện nghi trong quá trình sử dụng. Được sản xuất bởi GT Cherry, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế GT Cherry Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại những trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho bạn. Rồi như vậy là chim sẻ chỉ ép được với 4 nhà BA ở trong trận này thôi, thế nhà cực rộng. Với một cái thế bo nhà cực rộng, nhà này thì quá nhiều mặt tiền. Nếu như không chiếm được thế công ở cái map đấu này thì chắc chắn chim sẻ sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Có quá nhiều điểm yếu để các game thủ bên phía Trung Quốc có thể khai thác vào, và tên cung đầu tiên di chuyển đập mặt vào chiếc nhà BB của game thủ đổ thánh. Ngay lập tức chim sẻ phải đi một cái hướng khác, rồi đi vòng ra thì đi được, vẫn chưa có bánh xe đến từ đổ thánh ở thời điểm hiện tại. Chưa có bánh xe, đổ thánh lên muộn hơn chim sẻ quá nhiều. Vẫn chưa có bánh xe ở thời điểm mà chim sẻ nắng đã có tân quân thứ hai. Vâng, khoảng 2 tân rưỡi, 40 giây một tân, 2 tân rưỡi nó rơi vào tầm 100 giây. Vâng, lên muộn hơn gần 2 phút đến từ game thủ đổ thánh ở trong trận đấu này. Và đổ thánh đang mất khá nhiều dân ở khu bãi gỗ của mình rồi. Chim sẻ đang có khoảng 6 đến 7 chỉ số kill, toàn là dân thôi. Rõ ràng ở cánh của chim sẻ nắng, chim sẻ đang có lợi hơn. Chúng ta đến với màn hình máy của game thủ truy mệnh. Mệnh với một bài đấu kích đời ở vòng 11-40, một bài đấu đi dâng A. Có lẽ mệnh cũng chỉ khiến cho game thủ tuyển thủ ngư bị mất tay yếu lực thôi, chứ để cho chim mệnh mà có được lợi thế trước tuyển thủ ngư thì đó là một cái điều rất là khó. Rõ ràng lên muộn hơn thì cực kỳ khó, chỉ móc cho đối phương yếu thôi. Nhưng đổ thánh chết tươi với chim sẻ và một phát đứt. Vâng, cánh này sẽ làm gọi của game thủ đổ thánh chỉ khoảng bằng 3 đến 4 tơn, 4 tơn là đã xử lý và tiêu diệt xong đổ thánh rồi. Đổ thánh một map đấu rất xấu và nghèo đồ, cực kỳ xấu và nghèo đồ, lên đời muộn hơn chim sẻ 2.5 tơn cung. Nó tương đương với 100 giây trong game, gần 2 phút trong game. Và chim sẻ đã tận dụng rất tốt được cái lợi thế lên sớm đó, khiến cho game thủ đổ thánh không được thi đấu, không được chơi game ở trong trận đấu này. Còn ở cánh bên kia thì với một bài đấu lên muộn nhưng mệnh lại vẫn có thể móc máy và khiến cho tiểu thủy ngư yếu lực. Vâng, để mà mệnh ăn được tiểu thủy ngư trận này thì tôi nghĩ là không ăn được đâu. Nhưng khiến cho tiểu thủy ngư yếu thôi là quá thành công rồi. Chờ đợi chim sẻ đi nắng thắng cánh, sau đó tạt sang nữa thôi là chúng ta có được chiến thắng. Nhưng đội bạn họ vâng muốn đến với trận đấu thứ hai sớm hơn. Do này là họ quyết sớm hơn, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Anh em đang trêu để câu tương tác cho kênh đấy, rõ ràng nó là trực tiếp mà. Còn mấy anh em vào comment và phát lại toàn là trêu thôi. Ngày giờ rất là trực tiếp luôn. Chào Lê Minh Thương.
Không, nếu như có phát lại thì sẽ để tiêu đề là phát lại, chứ không để tiêu đề là trực tiếp live đâu. Nên là mọi người có thể yên tâm nhá. Chả ai hiểu khán giả bằng Đan à. Rõ ràng. Nói chung là nhiều anh em chắc cũng biết em từ cả 10, hơn 10 năm trước đi. Ở đây chắc cũng có nhiều anh em cũng biết đến mình từ những năm 2011, 2012. Chắc có đấy. Vâng, ăn nằm với anh em bao nhiêu năm trong cộng đồng rồi mà ở không hiểu anh em thì chết. Chào Ngô Đạt nhá. Chào Trần Anh Minh Khôi, đọc comment này xem nào. Chào Vũ Bảo Quyên. Ok, chào anh Thắng Đỗ nhá. Còn lạ gì nhau nữa đâu đúng không anh em? Rồi đây là mình máy của game thủ chim sẻ. Sẻ đang cắm cờ đi dò. Một dân cắm cờ, một dân đi dò tay. Bài nhà chính lại trắng phau này. Bầy hiêu đầu. Vâng, có vẻ bầy hiêu đầu là bầy hiêu mà chim sẻ sẽ không thể đưa nó về với nhà chính được. Thôi cố gắng câu đôi voi vậy, mặc dù đây là đôi voi khá xa. Đổi ở đâu? Chào anh Lương Trường Thọ nhá. Anh sinh năm 98 và dám xưng anh để đấm cho cái. Chào Việt Trần. Rồi chim sẻ đang có một tình huống câu hai voi. Cẩn thận. Dân AC tốc độ di chuyển nhanh hơn 30% so với các dân khác. Việc mà voi nó bị mất bóng dân, nó quay đầu là rất dễ xảy ra luôn. Như vậy là hai voi đã về thành công. Nếu như chim sẻ tiếp tục có một tình huống câu hai voi nữa thì trận đấu này kháng cao chim sẻ sẽ có 6 voi về nhà chính và thấy tiếp tục thấy thêm voi. Nhưng đây là một bài mà voi tương đối lâng cao dành cho chim sẻ. Chúng ta có thể thấy tương đối lâng cao. Mỏ quả đầu thì nó cũng không phải là đẹp, không phải là mỏ quả mắc binh. Voi đều là những con voi xa và tìm thấy muộn. Sẽ mất khá là nhiều thao tác, mất tương đối nhiều thời gian để có thể câu được những con voi này về với nhà chính. Chào Úc Euro nhá. Hôm nay không có người đẹp tóc dài nào à? Hôm nay không anh em ạ. Bài này nếu như đưa được hết voi về thì ok. Chứ tại sao tôi dùng từ lếu mà mọi người nhìn thấy đấy. Anh em xem và theo dõi màn hình máy của chim sẻ từ đầu đến giờ thì anh em có thể thấy nó, vâng, voi nó tìm thấy muộn và nó khá là xa. Chúng ta có thể thấy chim sẻ cũng đang có khá nhiều dân bị đỏ máu rồi. 2-3 thằng dân bị voi húc. Nó không thể hoàn hảo đến mức mà chúng ta câu tầm 6-7 con voi về mà không bị hit nào được. Nếu như câu voi được đến cái tầm như thế thì nó lại hoàn hảo quá. Ui, đấy. Vâng, một pha chỉ chuột suýt chút nữa thì chết thằng dân thì nó tai hại vô cùng luôn. Bây giờ thì cố gắng đá bầy hiêu đầu về chiếc S thứ hai. Đây sẽ là chiếc S nhân đôi ăn được cả hiêu cả voi dành cho chim sẻ. Đảo qua màn hình máy của game thủ Truy Mệnh một chút để chúng ta theo dõi xem nhà của Truy Mệnh ra sao. Đây là mình máy của game thủ Truy Mệnh. Mệnh vừa có thêm một chiếc S. Vâng, có lẽ đây là chiếc S thứ hai để Truy Mệnh có thể khai thác thêm gỗ. Thế nhà của Mệnh trận này khá đẹp. Trận này chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật là đánh hai chủ lực, không ai đi dân A trong trận đấu này cả. Bởi vì thế nhà của cả hai game thủ ở trong trận đấu này thì đều là những cái thế có thể cơ cấu nhà được, xung quanh nhà tương đối nhiều rừng. Thế nó có thể đẹp để đánh chắc nhà. Nó không giống như trận đấu trước. Trận đấu trước thì map bên mình nó hai nhà đều xấu luôn ấy. Nhưng mà vâng, đội bạn họ đen hơn, họ xấu hơn thì phải chịu. Rồi quay trở lại với máy của chim sẻ thôi. Sẻ đang câu con voi thứ 5 về. À, con voi thứ 6 chứ. Đây là con voi thứ 6 anh em ạ. Bài sẻ là bài 7 voi cơ. Con voi này còn con nữa. Vâng, ăn con voi này rồi, còn thừa con nữa. Ăn rồi thừa voi nữa. Đấy. Có ai đắt không? Kèo có tệ không à? Có tệ chứ. Kèo nhiều tệ luôn ấy, cực kỳ tệ luôn ấy. Đan với Tuấn Tỷ Tỷ ngày trước hay chôn nhau à? Bây giờ vẫn chôn mà anh. Em thỉnh thoảng 2 giờ đêm em gọi điện cho nó. Thỉnh thoảng 2 giờ đêm em gọi điện cho nó, em chỉ chửi đúng câu rồi em tắt máy đi ngủ. Thế thôi.
Xong rồi còn giả vờ kiểu thở hổn hển ý. Giả vờ kiểu mình đang vừa mới làm cái gì kiểu như là thở dốc ấy, thở hổn hển ấy. Alo Tuấn à? Alo, 2 giờ đêm. Alo Tuấn à? Alo. Bán cứt không? Rồi tắt máy đi ngủ. Thế xong. Rồi chiếc ruộng thứ tư. Bài 7 voi về. Đạt trên là bao nhiêu? Ờ em 93 anh ạ. Hai thằng là chú em với Tuấn, hai thằng đồng liên cùng tuổi, xong lại có một cái quãng thời gian tương đối dài làm việc với nhau đó. Vâng, chiếc xe giò của chim sẻ cũng đã phát hiện ra khá là nhiều thông tin rồi. Cánh của chim sẻ thì có vẻ là nhà của Mầu 7, game thủ Đổ Thánh. Một nhà nữa trên 12 giờ. Cái thế này nếu như chim sẻ đánh 12 giờ cùng với chim mệnh thì mình nghĩ là hợp lý hơn. Hợp lý hơn so với việc là chim sẻ đánh nhà Mầu 7. Quãng đường di chuyển là tương đối vâng, gọi là từ nhà của sẻ đánh lên 12 giờ và sang nhà Mầu 7 thì nó cũng xem xem nhau thôi anh em ạ. Chưa chắc đánh thẳng cánh nó đã là một lựa chọn hay. Và không, ô, sao lại có cung R của Tiểu Thủy Ngư đây này. Có vẻ dâng A đến từ Tiểu Thủy Ngư à. Liệu có phải là dâng A đến từ Tiểu Thủy Ngư hay không? Nếu như không dâng A thì chim sẻ dò lỗi nhà mùa 1. Nhà mùa 1 rất gần với nhà chim sẻ. Tôi đoán là khả năng rất cao là dâng A anh em ạ. Vâng, tơn đấu, vâng tơn quân thứ hai của Tiểu Thủy Ngư xuất hiện. Vâng, có cả Mầu 7 có mặt ở đây luôn. Hai game thủ về phía Trung Quốc đang tổ chức một tình huống ốp. Vâng, quay chim sẻ sớm bằng chim sẻ bị... Vâng, bị đưa vào thế rồi. Vâng, bị đưa vào thế rồi. Cung R đang nằm xuống khá nhanh. Và một tình huống cung R chạy vào cái khe. Và để bị Tiểu Thủy Ngư và Đổ Thánh bắt khá nhiều cung. Rất nguy hiểm. Và ngay lập tức sau tình huống bị mất quân rồi thì chim sẻ mất hoàn toàn thế trận ở khu vực nhà BA. Như vậy là chim sẻ dò lỗi nhà mùa 1 rồi. Mùa 1 mới là người cùng cánh với chim sẻ, rất gần với nhà chim sẻ. Và đang có cả sự xuất hiện của Đổ Thánh ở đây. Hai game thủ phía Trung Quốc họ đang quay. Họ đang tổ chức quay nhà của sẻ. Sẻ có một bài đấu thực sự là cơ cấu lực cũng rất khỏe. Nhưng việc một đánh ngay ngay từ đầu như thế này thì sẻ đang gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Màn hình máy của game thủ chim mệnh. Vâng, mệnh thì đang có mặt bên phía nhà của Mùa 7. Khi Mùa 7 tạt sang cánh của sẻ bằng khoảng 2 tân quân thì mệnh cần phải tận dụng cái lợi thế nhiều quân hơn so với người cùng cánh của mình ở phía bên kia chiến tuyến để tạo được ra lợi thế. Rõ ràng là Đổ Thánh bây giờ sẽ không hỗ trợ cho Tiểu Thủy Ngư nữa khi đã khiến cho chim sẻ yếu tân đầu rồi. Thì Tiểu Thủy Ngư sẽ tự solo với cả chim sẻ ở cánh bên kia và game thủ Đổ Thánh sẽ thủ nhà trước những tình huống công của game thủ chim mệnh. Đây là một thế trận mà tôi đánh giá rằng đội bạn đang là những người có lợi hơn. Chim sẻ vẫn đang giữ được tham lai cực kỳ tốt, tham lai 4x. Bị hai nhà quay nhưng lúc này vẫn đang có tham lai 4x, vẫn có quân, vẫn có đồ chơi. Như thế này là quá ổn rồi. Tiểu Thủy Ngư nhà cực kỳ xấu. Và chúng ta có thể thấy những cánh rừng của Tiểu Thủy Ngư lộ thiên. Rồi nhà của Tiểu Thủy Ngư anh ta cũng chưa thể bo bế kín hoàn toàn nhà của mình lại được. Trong khi đó thì chim sẻ vẫn đang cố gắng tích lực để sóc được thêm quân. Tham lai vẫn đang là 40. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim mệnh. Như vậy là tơn quân tạt đến từ game thủ Đổ Thánh. Đây là hai tơn tạt mà Đổ Thánh có mặt ở bên phía nhà game thủ chim sẻ ở khoảng thời gian đầu tiên của trận thi đấu, đang có mặt bên nhà của game thủ chim mệnh rồi. Và công mùa 7 không được, bây giờ tạt sang đánh mùa 1 cũng chẳng xong. Chúng ta để thua ở trong trận thi đấu thứ hai này. Một trận thi đấu mà cái việc mà dò lỗi nhà nó ảnh hưởng rất nhiều đến những cái tính toán của cặp đôi chim sẻ nắng và chim mệnh trong trận thi đấu này. Không hề biết nhà của Tiểu Thủy Ngư gần. Nếu như biết nhà Tiểu Thủy Ngư gần trận thi đấu này, tôi nghĩ là cặp đôi chúng ta sẽ có một thế đánh chủ động hơn. Cũng có thể là chim mệnh sẽ di chuyển thẳng tơn đầu tiên về phía cánh của cái tụ chim sẻ để cùng kết hợp quân với chim sẻ đánh nhà mùa 1 luôn. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Rồi trận đấu thứ 3. Chỉ số được cân bằng 1 đều, kèo đấu chúng ta là kèo chạm 5 cơ, cho nên là cơ hội vẫn còn rất nhiều phía trước.
Và bên kia cũng hai nhà 5 ma. Trận vừa rồi cũng cả Đồ Thánh cả Tiểu Tùy Ngư đều 5 ma. Xẻ cũng bài 5 ma khỏe, 5 ma rất đều đấy, nhưng mà không, hai nhà đánh không đỡ được. Đúng rồi, cả cái tơn quân mà chim sẻ bị 7E chạy khe rừng nữa, thành ra là thiệt quân hơn. Lúc đấy chú mệnh của Sang thì cũng đã thiệt quân rồi. Nước xa không thể cứu được lửa gần anh em ạ. Đánh chủ quan bài nhiều voi, ép sớm không ép. Bài nhiều voi nhưng voi đâu có gần đâu. Thật đấy anh em. Bài voi thì bài có 7 con thì cả 7 con đều xa tít mù, chả có con nào gần cả. Con nào cũng xa. Đấy là có ít nhất là một hai tình huống câu đôi voi tốt đấy. Voi tìm thấy xa và tìm thấy muộn. Mất rất nhiều tay câu được voi về nhà đã là cả một vấn đề rồi. Vâng, có voi gần. Đây rồi, đây mới là voi gần đấy anh em. Trận này thì chim sẻ mới có voi gần đây này. Đúng rồi, tầm kỹ năng cao như tầm chim sẻ chúng ta mới có thể thấy trận đấy sẻ mới ép được đời như thế. Chứ còn tôi nghĩ cho cái bài đấy vào tay tôi chắc phải 11:30 anh em ạ. Câu voi rồi dân nó không làm ăn, dân chơi hoặc là mình cơ cấu dân gỗ nó không hợp lý, cái là ép đời chắc chắn lỗi. Rồi, chiếc S đầu được thiết kế ở 4:30, khá là sớm dành cho sẻ. Bài có 4 con voi. 4 con voi và 7 hiêu rồi. 7 hiêu tôi thấy có 5 con. Sẻ dường như đang muốn dò thêm một vòng. Check. Thứ nhất là check thế, cái thứ hai là liệu như có thêm có quả hay gì nữa thì bài sẽ càng khỏe, sẽ là bài 5 ma có chặt qua 2 sớm luôn. Nếu như có thêm mỏ quả thì sẽ là bài 5 ma chặt qua 2 sớm. Còn nếu như chỉ ép 4 voi quả đầu và một bầy hiêu đầu như thế này thì cũng chỉ là một bài tròn thôi, lực bình thường thôi, nên đời sẽ ôm ruộng khỏe thời điểm về sau chứ nó không khỏe ngay. À đây có quả rồi đấy. Ui dồi ôi, có quả rồi, có quả rồi anh em ạ. Mắc binh, mắc của mắc. Còn đây là mảnh máy của game thủ chim mệnh. Mệnh cũng đang có một bầy hiêu 2, 4, 5 con ở nhà chính cùng với một con voi đang được đưa về. Lượng đồ lùa về dành cho cả chim sẻ và chim mệnh ở trong trận thứ này thì nói chung là rất là ok. Bài của chim mệnh cũng đã có quả phụ, cũng là bài hiêu voi và quả phụ. Hai map đồ ăn đều đẹp. Vâng, cả hai nhà đồ ăn đều rất là đẹp luôn. Mệnh cũng đang muốn đá thêm bầy hiêu lại về gần với cánh rừng thông để có thêm một chiếc S ăn gỗ nữa, ăn được cả hiêu. Lực của mệnh trận này sẽ rất khỏe. Và quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ thôi. Bầy hiêu của chim sẻ cũng là một bầy hiêu được ăn tiết kiệm ở chiếc S, ăn được cả cánh rừng dừa. Nói chung là tầm ở cái đẳng cấp cao đánh cái kèo này thì nó sẽ cực kỳ hạn chế những tình huống đóng S chay, ăn hiêu, ăn voi anh em ạ. Nó phải là S nhân đôi, phải là S ăn được cả gỗ. Thì ở cái giai đoạn đời 3 chúng ta cơ cấu lực để phát triển và sóc quân nó sẽ ok hơn. Tầm nào thì dò nhà. Tầm nào thì dò nhà là gì nhỉ? Em chưa hiểu câu hỏi lắm. Nói chung là nó không có một cái công thức chuẩn hẳn đâu anh em ạ. Nó phải còn phải do thế nhà đồ ăn nữa. Bài mà đồ ăn xa thì ép đời nó cũng sẽ khác. Đồ ăn gần ép đời sẽ khác. Đồ ăn nhiều ép cũng khác. Mà đồ ăn ít ép cũng khác luôn. Đế chế nó là cái chúng ta cần phải nhảy số liên tục anh em ạ. Kiểu gọi là tùy cơ ứng biến ấy. Đánh theo thế, đánh theo bài. Chứ nó không thể nào mà đánh theo một cái công thức cụ thể ngay từ đầu, hay là đánh theo một cái chiến thuật đặt ra từ đầu là chúng ta sẽ đánh được mấy A khi mà chưa dò ra đồ ăn. Rồi 27 dân, 28 dân, chúng sẽ kích 14-3. Đây là một trận mà sẽ ép. Nói chung là như thế này là cũng rất là chuẩn rồi.
Cái mặt trước cửa nhà nó thành hơi tù nhỉ. Vâng, vướng cái bờ đê với cả cánh rừng nào thì thấy nó nhìn nó khá là tù. Nếu như bị đưa vào thế thủ, đối phương họ công rát vào nhà chim sẻ từ hướng 3 giờ xuống 6 giờ thì cái thế này hơi khó đỡ. Phải nói là khá là khó đỡ nếu như bị đối phương họ áp lực cái mặt 3 giờ xuống 6 giờ. Đây cái mặt PS3 này. Khá khó đỡ nhà đấy. Cộng 2 dân, thời điểm kích đời vẫn chuẩn anh em ạ. Màn hình máy của game thủ chuyên bệnh. Mày cũng đang cơ cấu ruộng và phát hiện A dâng đến từ mẫu 7 đổ thánh. Chưa biết đây là nhà A vâng dâng chéo cánh hay là dâng thẳng cánh. Không, đây là dâng thẳng cánh rồi. Có cái BG ăn chanh quả như thế này thì truy mệnh và đổ thánh nhà rất gần nhau. Đây là đánh kiểu A cao, A công đến từ game thủ đổ thánh thôi. Đó lý do vì sao mà chim sẻ đang xây nhà A ở cái hướng mà sẽ hỗ trợ cho truy mệnh. Có lẽ rằng tơn quân đầu tiên chim sẻ sẽ đánh thẳng sang bên phía cánh màu 2, đánh về phía nhà màu 7 luôn. Màn hình máy của game thủ chim sẻ đã sóc chưa? Chưa xong bánh xe. Xe máy tiểu thủy ngư ở đâu á? Cái này thì mình cũng không rõ bạn ạ. Màu 2, màu 3 lên sớm. Ở bên mình lên trước. Rồi. Bên mình lên trước ấy. Lên đỉnh hơn đối phương ấy. Với cái lợi thế lên sớm hơn chỉ một tí thế này thôi, chúng ta có thể đánh một cái thế đánh nó chủ động hơn rồi. Chim sẻ đi tân cung đầu tiên 5A nhỉ. Vâng, 5A sang thẳng nhà của đối phương. Và nhốt được một chú. Đây rồi, nhốt được một chú. Một chú bị nhốt. Và mệnh cũng đang bị nhốt với một chú. Cố gắng câu giờ, cứu con cung kia. Bắn nổ nhanh cái nhà E này. Tiếp tục có một chú nữa bị nhốt. Hay quá. Vâng, cứ mỗi một tơn như thế này mà chúng ta lãi kiểu như chắc chắn lãi một con cung thì nó rất là tuyệt vời luôn. Mệnh đang là người có được lợi thế trước màu 7. Và bây giờ thì nếu như có thêm sự xuất hiện của chim sẻ ở cánh bên này nữa thì chắc chắn là cánh của chim mệnh sẽ là cánh thắng. Chắc chắn cánh của mệnh sẽ là cánh thắng. Kiểu thủy ngư cũng đang có mặt ở đây nhưng kiểu thủy ngư chỉ đánh có 4A thôi. Lượng cung của chim sẻ đang đông hơn và chim sẻ đang bắt được dân ăn hoang của game thủ đổ thánh ở khu vực giữa bản đồ. Vâng, khá là hổ báo đến chim sẻ gặp quân thủy ngư và chim sẻ còn chủ động đấu quân trước thay vì việc ăn dân. Vâng, đổ thánh cũng đang kéo quân ra đây đi đâu. Vâng, sẻ đang muốn trèo dốc và sẽ cân đôi trong tuần này không? Liệu có trèo dốc và cân đôi không? Không, như vậy là chim sẻ quyết định là sẽ rút lui, không mạo hiểm đấu quân trong tình huống này. Đội bạn đang là 2 người. Còn truy mệnh thì đã có quá nhiều lợi thế trước đổ thánh ở tại khu vực nhà A của mình rồi. Điều thủy ngư lại đang có những cái tín hiệu di chuyển về phía cánh nhà game thủ chim sẻ. Nếu như đánh như thế này để cho truy mệnh được solo với đổ thánh ở cánh bên kia thì tôi nghĩ là mệnh sẽ thắng cánh. Còn cánh bên này thì tiểu thủy ngư cùng lắm thì cũng chỉ có thể là cân được với chim sẻ thôi. Nhưng mình nghĩ là cũng không khỏe hơn chim sẻ được. Một thế đấu quân được hình thành ở khu vực giữa bản đồ. Áp lực. Vâng, chim sẻ có lẽ là cũng đang muốn gây áp lực để không cho tiểu thủy ngư tạt. Không cho tiểu thủy ngư tạt sang bên phía cánh của mẫu 7 game thủ đổ thánh và truy mệnh sẽ có thể thắng được cánh. Rồi dần dần chờ đợi vâng thắng sâu thắng hẳn cánh rồi. Lúc đấy thì chim mệnh cũng sẽ hỗ trợ chim sẻ, chúng ta sẽ có thể giải quyết trận đấu. Một thế trận đang có rất nhiều lợi thế và chim sẻ đang thể hiện được những cái kỹ năng điều quân của mình. Một tình huống đấu quân nhưng thiệt hại thì mình thấy rằng đang là dành cho cả chim sẻ và cả tiểu thủy ngư. Rất là khó để đếm trong tình huống vừa rồi ai là người chết nhiều cung hơn, nhưng có vẻ như chim sẻ là người có lợi và Đỗ Thanh Quýt tỷ số là 2-1. Vâng, chỉ cần một chút lợi thế nhỉnh hơn khi lên đời thôi là chúng ta đã có được rất là nhiều lợi thế rồi. Và mệnh cũng có những tình huống ken e, chốt e và nhốt được cung R của game thủ đổ thánh một cách hiệu quả hơn. Và thậm chí mệnh cũng là một bài chắc ruộng được thay vì bài ăn hoang giống như game thủ đổ thánh. Chúng ta có chiến thắng thứ 2 trong kèo đấu này và cùng nghỉ ngơi trong mấy phút để đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 4. Fujicare nâng niu cơ thể bạn.
Start the game. Trân trọng giới thiệu anh em, GT Chair 3 Butterfly điểm tựa thành công là mẫu ghế công thay học tốt nhất và nổi tiếng nhất của GT Chair. Ghế sử dụng chất liệu lưới cao cấp, mềm mịn bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm Việt Nam. Tính năng tùy chỉnh đa dạng, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống, cổ vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng, giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái tiện nghi trong quá trình sử dụng. Được sản xuất bởi GT Chair, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới, ghế GT Chair 3 Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại những trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho bạn. Vâng, đến chim sẻ còn bị mình gáy cho đỏ bừng cả mặt chứ này. Dạo này thích gáy chủ tịch anh em ạ, mấy kèo tạ rồi anh em đánh cháy. Hôm qua mọi người xem ấy, đánh đến đêm ấy. Kèo tạ thì tạ thật nhưng mà kèo đấy nó nhiều máu lắm anh em ạ, nhiều máu và nước mắt lắm. Mặc dù là kèo nội bộ, kèo tạ, có tạ vào đánh nhưng mà đánh nó căng. Ui ui ui, có đỏ nhở. Vâng, con dân này sống quá thần kỳ luôn anh em ạ. Một tình huống mà sư tử nó không đuổi, chỉ có một con đuổi thôi. Rất đỏ dành cho chim sẻ luôn, đã hay lại còn đỏ. Xem mệnh à, anh em yêu cầu xem mệnh à. Ok anh em, chuyển qua màn hình máy của chim mệnh nhá. Bài của mệnh đẹp từ đầu rồi. Mệnh dường như đang muốn ép một bài đột biến. 4 voi dành cho chim mệnh. 4 voi gần, bầy hiêu 2, 4, 5 con thì phải, tôi đếm lại xác thôi chứ không nhớ là bầy hiêu mấy. 5 xác hiêu ở nhà chính, cùng với đó là con voi thứ 3 vừa được câu về. Vẫn còn một voi nữa. Mệnh đang ép cái gì, ép 21 dân á. Sẻ chết dân. Ôi, bắt quả tang. Đúng lúc mình quay chuyển máy, nghe thì tiếng hự một cái. Vâng, chim sẻ đi nắng câu voi chết dân anh em nhá. Gà thật. Thôi xem mệnh đi, mệnh đánh đột biến trận này anh em này, ép 21 dân này. Sáng mai lại có kèo tạ. Ok anh ơi, ok. 21 dân. 8. Cung kích 8. À, cung kích 8 anh em ơi. Rồi ơi, nói là chắc tuyệt anh em ạ. Đi vào tiềm thức đấy. Cung kích 8 của Assyrian với 21 dân. Một công thức rất mới, rất phiêu lưu. Rất phiêu lưu dành cho chim mệnh. Phải gọi là hay. Vâng, còn ngại ngần gì không, anh em không dành một lời khen dành cho chim mệnh đâu anh em. Không cần biết thắng hay thua trận này, nhưng đây nó là gọi là một cái sự gọi là phiêu vô mốt anh em ạ. Cung RAC kích 8, 21 dân. Lại còn dâng nữa. Sẻ thấy trừ 2 rồi thì phải thôi, trận này không quan tâm đến chim sẻ nữa. Trận này có lẽ là thầu máy mệnh xem thôi anh em ạ.
Vâng, trận này cho vào sách được này. Nếu mà thắng này, trận này thì sẽ là một trận mẫu của Truy Mệnh với những cái bài ép kiểu đột biến, đánh kiểu phiêu lưu. Để tôi xem 20, vâng 21 dân. 21 dân kích cuối 8. Vâng, quả đấy hình như là kích 857 thì phải anh em ạ. 857, 858 gì đấy. Kích 8 và Mệnh sẽ ép với mấy nhà BA. Mệnh đang xây chiếc nhà BA thứ 3 rồi. Và có nhà thứ 4 luôn, thế này mà 4 A đều thì thôi, những bài này. Vâng, nghe là đã thấy sợ ấy, nếu mà 4 A đều là rất sợ luôn đấy. Vâng, chim sẽ bơm một tí gỗ thì sẽ đủ để cho Mệnh ép được đều quân. 100 gỗ chim sẻ, 100 gỗ rất quý giá ở thời điểm hiện tại. Vâng, sóc được tơn đầu đều. Ô, nó vẫn hơi vón anh em ạ. Ui rồi. Cái gì, cái tham lai. Xem, cái tham lai tôi. Vâng, tôi xít thì bĩnh ra quần anh em ạ. Bên mình thì hay đánh random. Tham lai kiểu này nó hay gặp những cái bài kiểu pơ hay là sang đột biến. Pơ sang pan nó đột biến, nó lên đời kiểu một mình một vạch. Vâng, đến AC cùng G mà cũng chơi cái kiểu này, bây giờ đến đây rồi vẫn đang. Vâng, ói e con bò kéo xe ra đồng anh em ạ, vẫn đang đi bộ, gà đi bộ đến từ màu 7 game thủ Đổ Thánh. chạy toán loạn luôn. Vâng, Đổ Thánh tôi đoán chắc phải khoảng ít nhất là khoảng 30 giây nữa. Vâng, khoảng 30 giây, ít nhất là 30 giây trong game nữa. Tôi nghĩ là Đổ Thánh mới có bánh xe. Mệnh đang tận dụng khoảng thời gian vàng này để có thể bắn được nhiều dân nhất có thể. Tân cung thứ hai, nó vẫn là một con nó ra vón ra sau. Vâng, vẩy e bắn cho nhanh, đúng rồi. Vâng, đã có bánh xe đến từ Đổ Thánh, như vậy là 40 giây chứ không phải là 30 giây như mình dự đoán. Bây giờ thì Đổ Thánh mới bắt đầu sóc quân. 4A không đều lắm anh em ạ, đúng không? Để mà cơ cấu 21 dân kích 8 xong lại dâng ra như thế này mà bảo sóc được đều nữa thì nó kinh khủng quá. Nếu mà tự lực sóc đều được thì nó thì bài nó quá ghê anh em ạ. Nhiều khi mình đánh 25, 26 dân còn chả sóc đều được 4A. Trình của tôi nhiều khi sóc 26, 27 dân tôi không sóc được đều 4A thật đấy. Mà đây đánh có 21 dân mà anh em bảo mà còn sóc được đều 4A nữa tôi thì nó quá bả vãi luôn. Bây giờ thì sẽ là nhà của mùa 1, chim sẻ bài chết 2 dân và đang gặp bất lợi trước tiểu thủy ngư. Đang bị tiểu thủy ngư công vào bằng 2 tên quân. Tiểu thủy ngư đang đánh rất chủ động nhưng bây giờ thì Truy Mệnh đang ngồi ở đây rồi. Vâng, ngồi giữa ruộng chính luôn anh em ạ. Ngồi giữa ruộng chính luôn. Ngư bỏ hết cơ sở rồi. Vâng, Mệnh bắn hai nhà. Bây giờ thì tiểu thủy ngư đang kéo một tên. Vâng, có lẽ đây là tân quân thứ 3 tiểu thủy ngư co về để thủ ở phía bên trong nhà, nhưng Truy Mệnh đang có số lượng quân đông hơn. Trận này chẳng qua là tiểu thủy ngư nhà xa thôi. Chứ Truy Mệnh dâng nhà nào trận này thì nhà đấy cũng chết cả. Dâng vào đâu thì nhà đấy cũng đứt. Vâng, Đổ Thánh bây giờ đang tập trung, rất tập trung quản game thủ Truy Mệnh. Vâng, quay trở lại với màn hình máy chim sẻ. Sẻ đang có tham lai 36. Khi mà có sự hỗ trợ đến từ game thủ Truy Mệnh thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem liệu sẻ có đỡ được nhà trước tiểu thủy ngư hay không. Trận này chưa thắng đâu. Muốn thắng sẻ phải đỡ được nhà, sẻ phải có nhà cơ thì mới thắng được. Tiểu thủy ngư đang muốn đấu quân. Bởi vì cái quãng thời gian mà Truy Mệnh tạt cánh sang bên phía nhà mùa 1 thì đấy cũng sẽ là quãng thời gian mà game thủ Đổ Thánh có thể cơ cấu lại. Đổ Thánh vẫn còn nguyên khoanh ruộng, vẫn còn nguyên móng ruộng ở nhà. Vì thế nếu như Mệnh không quản được thì Đổ Thánh cũng sẽ lở lại tham một cách cực kỳ nhanh. Phát hiện ra tiểu thủy ngư vẫn đang giấu dân ở khu vực bãi gỗ này. Giấu này. Mệnh là một game thủ rất chịu khó vẩy e, rất chịu khó chấm anh em. Điểm huyệt, rất hay điểm huyệt, cứ bắn dân là phải đấy. Điểm huyệt như thế này này, sát thương nó mới cao, dân nó không chạy được. Đó, chạy đi đâu thấy quả đến đấy này, hay quá nhở. Tham lai 31 đến từ Truy Mệnh, kim được rất nhiều dân của đối phương rồi. Ngư cũng đã rất yếu với Truy Mệnh nhưng bây giờ thì có lẽ là hơi khó để cho game thủ Truy Mệnh có thể quản được mẫu 7. Cái quãng thời gian Truy Mệnh tạt cánh đã giúp cho mẫu 7 có thể cơ cấu lại cơ sở và hồi lại được rồi, không còn bị yếu như lúc thời điểm đầu game nữa. Mà màn hình máy của chim sẻ đang tham lai 47. Bây giờ thì chim sẻ đã đủ lượng quân để tự thủ lại được game thủ tiểu thủy ngư và sẻ sẽ dành quãng thời gian này để có thể cơ cấu lại. Vâng, cơ cấu cơ sở làm ăn của mình và ra thêm dân. Vâng, phát hiện ra một khu vực ăn hoang đến từ game thủ tiểu thủy ngư. Ngư đang ăn hoang một bầy hiêu giữa bản đồ, đúng tâm bản đồ luôn anh em ạ. Bây giờ có khi là cầm cái compa đặt, vâng, đặt tâm vào đấy quay đúng một vòng là hết cái bản đồ luôn.
Đây rồi, cho như vậy là mệnh chủ động về quản luôn. Tập này thì sẽ đang cơ cấu dân, đang sóc dân một tơn. Cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ tập trung xem máy của mệnh để xem mệnh đi quản bản đồ. Rồi cứ đốt hết A tiểu thủy ngư thôi. Tách một hai con cung lên thả vào nhà chính, bắn nốt cả ruộng nữa. Đốt A và phá ruộng không cho tiểu thủy ngư quay lại nhà hồi. Thế là được. Và mệnh cũng đang gửi lại một vài con cung. Và bây giờ thì chính mệnh đang bị mẫu 7 đốt A rồi. Nhưng rõ ràng việc mà mẫu 7 game thủ đổ thánh mất quân thời điểm đầu thì đổ thánh tầm này cũng không quá đáng sợ. Không quá đáng sợ đâu. Thế trận lúc này thì chính mệnh vẫn đang sóc được quân nhá. Mệnh vẫn đang sóc được quân. Vẫn đang có cái tham lai 29 và cái tham lai quá ổn ở thời điểm hiện tại rồi. Và đi quản, quản kỹ 1-1 không cho tiểu thủy ngư ngồi. Và rất chịu khó chấm e 7e nhưng tiểu thủy ngư pha này thì khá là thính dân. Tiếp tục 7e hay quá mệnh ơi. Và một trận đánh có thể gọi là đây là một trận đánh mẫu với bài 21 dân kích 8 của Assyrian dâng A. Và mệnh đang kin được cực kỳ nhiều. Sẻ đối đầu với tiểu thủy ngư là một cánh yếu. Rõ ràng bài chim sẻ nhắn chết hai dân. So với tiểu thủy ngư tôi nghĩ vâng chim sẻ hoàn toàn có thể thua cánh trước tiểu thủy ngư. Nhưng cái sự xuất hiện đến từ game thủ truy mệnh ở khoảng thời điểm sớm như vậy với một số lượng cung vừa đông thì truy mệnh đã vâng giải quyết được cái thế trận đấy một cách rất đơn giản, giúp chim sẻ nắng bây giờ lại là người to nhất map. Màn hình máy của game thủ chim sẻ tham lai 75 rồi. Chúng ta có thể thấy khi mà áp lực không có nhiều, gần như là không có áp lực thì khả năng lở tham chim sẻ đang được phát huy một cách tối đa. Gặp luôn, mic luôn, bơi hết vào đây đỡ phải đi tìm mic luôn. Chơi được không? Có mạnh không? Không, không được, không được. Thôi mic tí nữa mic. Giờ chưa mic vội. Hổ báo quá, tôi này mất quân ghẹ toang. Vâng, bên phía đối phương họ ốp khi có vẻ như là đội bạn họ xem tham và họ thấy được cái tốc độ lở dân của chim sẻ đang kinh khủng quá. Tham lai 70, lượng quân chim sẻ đang ít như này thì sẻ đang có khoảng 5 mic dân. Vâng, chim sẻ đang có tầm 5 mic dân. Đây là khu vực nhà A của sẻ và tôi nghĩ là với lợi thế sân nhà thì chim sẻ chờ đợi thêm một tân quân nữa lở ra thôi, cân bằng lại lượng quân của đối phương là có thể đỡ được thôi. Vâng, đỡ tươi luôn đấy. Màn hình máy của chim mệnh. Vâng, mệnh sẽ là người lao vào nhà mẫu 7 ở thời điểm mà đối phương họ đi quân. Đỡ được nhà rồi, không vấn đề gì hết. Tầm này thì có lẽ là sẻ đang đè lượng dân so với chủ lực bên kia là nhà mẫu 7 game thủ đổ thánh. Gáy à? Đấy thì cứ gáy ra nhá. Người ta sợ người ta chạy thì mình gáy tiếp. Còn nếu mà người ta hổ báo quá người ta đuổi người ta đánh thì mình xin lỗi mình chạy thôi anh em, có gì đâu rồi. Nhá. Ăn được phải gáy chứ không ăn được thì xin lỗi em chạy. Em nhầm. Xin lỗi rồi té thôi. 33 điểm truy mệnh. Đây mình máy truy mệnh đây anh em. 32. Mệnh vừa có một tơn lọt vào để móc. Móc thôi. Móc bằng ngón nào thì không biết. Nhà đổ thánh trận này đẹp đấy nhở. Nhà rất đẹp đấy nhở. Khung này. Thế nhà cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà đen gặp phải cái bài AC kích 8 nó bắn cho yếu sớm. Chạy hết cả dân lúc đầu. Đã không khỏe nguyên. Quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ. Liệu tiểu thủy ngư có hồi đâu đó hay không. Sẻ đang bị lọt một con cung vào trong. Cái khe này thì thủ thoải mái. Thế nhà của chim sẻ so với game thủ đổ thánh thì xấu hơn rất nhiều. Nhà của sẻ quá rộng. Nhưng mà thôi, tiểu thủy ngư vào để trận sau. Thì tầm này có lẽ là sẻ phải hơn đổ thánh khoảng 20 dân. Xem cho anh xem tham dân cái khoảng 20 dân. Tôi đoán khoảng hơn khoảng 20 dân đấy. Cho xem cái tham dân cái sẻ ơi. Ở 10 thôi anh em ạ. 46 so với 36, hơn 10 dân. Còn tiểu thủy ngư thì quá yếu rồi. Còn truy mệnh của chúng ta thì vẫn đang lở được tham. Tham rất to. Đấy, anh em nhìn cái tham lai có thể thấy một cách tổng thể hơn. Một trận thi đấu highlight dành cho game thủ truy mệnh trong kèo đấu ngày hôm nay. VGCare nâng niu cơ thể bạn. Khoai tiền, yếu sĩ khai sử la. Yes. C2 AC sang thì tí nữa chờ xem anh em ạ. Vâng, chờ cứ vào trận anh em các game thủ họ đánh cái gì thì biết cái đấy thôi. Tôi đang thích xem AC hơn, xem AC xem nó kiểu nó có một cái tốc độ nó cao hơn so với sang. Đây rồi. Đây là mỏ quả đầu của chim sẻ. 2 4 6 7. Đan tối qua úa gì mà để Hải gáy. Vâng, đấy nó gáy gáy em được đúng phát đấy xong là bị em gáy lại. Hôm qua bên mạnh ào thắng mà. Úa.
Hôm qua ngồi bình luận là đang hát quả bài bài vẫn nhớ của Tuấn Hưng thì đến cái đoạn uớ 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 thì lại ông nào lại lọt nhà chim sẻ chém dân. Hài vãi trưởng. Xong sau bên Hào vẫn thắng mà. Bị dẫn trước 3-1 nhưng mà vẫn thắng chung cuộc 5-4. Thắng cả chung kết luôn. Ok, cảm ơn anh Hưng Vũ đã góp ý nhá. Bán thêm nhiều những cái mặt hàng ăn vặt. Thực ra thì menu đồ ăn của Chim Sẻ Food thì cũng khá là đa dạng. Rất là nhiều những cái món ăn vặt. Kể cả thịt bò khô, khô bò, rồi hạt dẻ cười, rồi bắp ngô cay. Rất nhiều á. Anh em có thể vào fanpage Chim Sẻ Food, anh em xem menu. Xem nào thích ăn vặt cái gì thì anh em gọi. Nếu như ở nội thành Hà Nội thì sẽ ship cho anh em cực kỳ nhanh thôi. Màn hình máy của game thủ Chim Mệnh. Bảy hiệu đầu 4 có quả phụ. Và đúng lúc chuyển máy thì thấy dân dò ra quả phụ luôn. Hay quá. Mệnh đang có một góc đẹp. Xung quanh nhà nhiệu liệu có nhiều rừng hay không. Đây rồi, hai cánh rừng thông. Điều kiện nó cũng khá là đủ đấy. Giờ xin thêm hai con voi nữa là Mắc Binh. Bài hiệu voi quả phụ. Trận trường rất hay. Có voi luôn rồi này, có voi rồi này. Cạnh con voi vẫn còn chấm đen chưa dò hết. Liệu đó có phải là một đôi voi hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đấy, trận trước đúng vào đánh như thế lại thành hay. Đánh như thế lại thành rất hay luôn. Thế nếu như trận đấu trước mình nghĩ rằng Mệnh mà đánh kiểu bài bình thường ấy, cũng đánh kiểu 25-26 dân, cơ cấu ép đánh như một cách bình thường thì khả năng trận trước khoai. Việc sẻ chết hai dân ở cánh bên kia và là một cái cánh yếu hơn so với tiểu thủy ngư. Mà nếu như Chim Mệnh không dâng A đột biến kiểu 21 dân vừa rồi thì gần như là tôi nghĩ là Mệnh cũng không thể nào lấy được lợi thế trước game thủ Đổ Thánh. Bài Đổ Thánh đẹp. Chỉ cần cánh của Mệnh cân với cả cánh của Đổ Thánh thôi là trận thi đấu vừa rồi chúng ta hoàn toàn có thể thua. Chào Nguyễn Huy Hoàng nhá. Chào anh Lù Chính nhá. Hôm qua xem mình sứt cháy hết ruộng gì à? Bên này thì anh em, bọn em bình luận ở máy bên này với cả ở màn hình máy bên team của Mạnh Hào cũng đoán là quả đấy huy sứt bị cháy ruộng. Mình lúc mà tễu nó lọt mấy con đạp đôi vào trong mình còn phải hình như huy sứt cháy ruộng phải, rõ ràng. Thấy lúc đấy nhìn thấy có cảm giác là huy sứt bị cháy khoanh ruộng chính thì phải. Đấy là kèo hôm qua, thôi tập trung vào kèo này anh em nhá. Hết giờ bốc phét rồi. Ba voi, quả phụ, bảy hiêu 4, rồi 835, 83X. Game thủ Chim Mệnh kích đời với 27 dân và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình máy của Chim Sẻ. Nhà của Sẻ nhìn khá rộng. Sẻ dường như đang muốn lùi cơ sở lên 12 giờ thì phải. Sẽ đánh theo cái kiểu hơi lùi về 12 giờ thì Sẻ sẽ có thế nhà hơn. Đồ ăn thì nó cũng không phải là Mắc Binh để Chim Sẻ có thể lựa chọn phương án dâng A. Nếu như đi dâng A thì cũng yêu cầu bài đồ ăn nó phải ok anh em ạ. Có thịt lợn gác bếp nha anh Trần Thắng nha. Chào anh Tùng Đức. Vậy thôi nhé, cái gì? Vâng, mình vừa bình luận vừa tương tác với anh em nên là nhiều khi là cũng bị miss comment của anh em ấy. Thỉnh thoảng nó sẽ bị miss comment của anh em là nhiều khi là anh em hỏi là mình không trả lời được. Cái đấy thì anh em thông cảm nhá. Tôi cố gắng sẽ vừa tương tác và vừa bình luận. Làm sao để anh em nghe bình luận cũng có thể bám sát được trận đấu, biết được những cái diễn biến nó đang diễn ra như thế nào. Mang bài này xẻ lên cũng muộn. Mệnh thì cũng không phải là sớm đâu. Trận này bên mình cũng bình thường thôi. Bài Mệnh thì đang được đánh giá là đẹp hơn so với bài Chim Sẻ. Mệnh ép 27+1. Trận này chắc là cũng sẽ làm ma chặt quai sớm. Bài 3 voi 7 hiêu với cặp quả phụ bắt đầu ra ruộng. Chiếc S ăn gỗ thứ 3 vừa được thiết kế. Cung R3S.
Vâng, làm khoanh ruộng ngoài này có mạo hiểm quá không em? Nếu như làm khoanh ruộng ngoài này thì tôi nghĩ nó cũng hơi mạo hiểm đấy. Nó sẽ là một khoanh ruộng mà bị đối phương họ rỉa vào. Và cung đầu AC là cung đầu tuyển, nên là việc mà để bị rỉa vào ruộng thì dân nằm xuống sẽ cực kỳ nhanh. Tôi nghĩ chắc chỉ ra hai cái ruộng thôi, sau đó thì ra ruộng trong nhà cho chắc. Trong nhà đất rất rộng, nó không chật đến mức là chúng ta bắt buộc phải ra ruộng ở phía bên ngoài. Tiếng game hơi to một chút à? Ok anh em, rồi mình giảm nhẹ một chút xuống nhá. Có khô chó lá mơ không à? Có nhưng mà mình hiểu mà. Chó bị lá mơ thì nó là một cặp trời sinh rồi. Và tại sao gà đi với lá chanh mà chó nó lại phải đi với lá mơ anh em? Các cụ ngày xưa cũng giỏi thật. Mặc dù thời đại công nghệ khoa học chưa phát triển, mà các cụ cũng tìm tòi ra được những cái loại lá nó rất là hợp với với cả món ăn. Tài thật. Ông bình luận hay chỉ đạo game thủ vậy à? Tôi làm cả hai như Đinh Hoàng Tạo nhá. Bây giờ tôi còn ít chỉ đạo đấy, ngày trước tôi bình luận tôi còn chỉ đạo còn rát nữa. Còn tân đầu 4A thôi, chứ mình đang không chủ động đánh thế công, mà là đánh đứng thế đứng quân thôi. Không đánh thế công. Chim sẻ là người chủ động đi quân ở trong trận đấu này. Mặc dù bài sẻ cũng lên không sớm. Phát hiện ra dân của màu 7 có dấu hiệu dân A đến từ Đổ Thánh. Không phải. Nhá, quân ở nhà đấy. Cũng không phải dân A, nhà Đổ Thánh có vẻ là xấu đâu. Thì thấy một cánh rừng lộ thiên, một cánh rừng rất là hở đến từ kiếm thủ Đổ Thánh luôn. Nhưng lại thấy có cung vừa ở nhà. À đây rồi, tơn đầu à? Vâng, có vẻ đây là tơn đầu Đổ Thánh tạt chim mệnh, sau đó quay lại nhà của chim sẻ. Đâu thấy những con cung đờ của Đổ Thánh đã mất máu rồi. 49 đến từ chim mệnh rồi. Chim mệnh cũng đọc bài là bên phía đối phương họ tạt sang cánh sẻ. Vâng, chim mệnh đang có một tình huống bắt quân dọc đường, đọc ra cái lối đi quân của Tiểu Tử Ngư và đấu quân rất chủ động với Tiểu Tử Ngư để không cho Tiểu Tử Ngư có thể tạt sang bên phía cánh của kiếm thủ chim sẻ. Rất hay đến từ chim mệnh. Mệnh cũng là một game thủ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh cung G khi đối đầu với các game thủ bên phía Trung Quốc. Để mà nói về cung G thì ở Việt Nam thì cái cặp chim sẻ và chim mệnh tôi nghĩ là cũng chẳng ngán bất cứ một cặp nào cả. Ở thời điểm này, vâng, chim sẻ cũng đang có mặt tại đây. Liệu chúng ta có ủn luôn không? Ở trong nhà vẫn đang bị mất tay. Lùi lại tí. Vâng, một pha rất khô máu đến từ chim mệnh và game thủ Tiểu Tử Ngư. Cả hai bên đều đứng đấu quân với nhau đến những con cung cờ cuối cùng. Bây giờ thì chim sẻ là người đang cơ hội khi mà Tiểu Tử Ngư vừa mất một tên quân rất to đấu với game thủ chim mệnh. Và ngay tức Tiểu Tử Ngư có dấu hiệu tăng A để bù lượng. Vâng, để cố gắng bù lại cái số lượng quân vừa đấu. Trong khi đó thì mồ 7 vẫn đang móc máy và một vài cung ở khu vực giữa hai nhà. Hết móc bắn sang bắn dân xuyên rừng ông sẻ, quay lại bắn dân xuyên rừng của ông mệnh. Vâng, có quân của Tiểu Ngư đuổi phía sau nhá. Tơn này khả năng không còn đường lùi. Liệu có đường thoát không? Vâng, vẫn đang kè nè check liên tục để xem Tiểu Ngư có đuổi theo hay không. Như vậy là không đuổi theo. Nếu như không đuổi theo thì đây sẽ là một pha lọt nhà đến từ chim sẻ và nhà của Tiểu Ngư. Còn chỗ này Tiểu Ngư chưa hề bò. Liệu Tiểu Ngư có đọc và có nhớ ra chim sẻ có một tơn ở phía sau lưng nhà hay không? Và ở nhà thì chim sẻ cũng đang đứng toàn bộ quân ở nhà, lo sợ một tình huống úp ngược đến từ màu 7 khi mà Đổ Thánh cũng đã có thông tin chim sẻ là người đi quân. Bây giờ thì chim mệnh sẽ đẩy qua quân lên để đấu. Vâng, mệnh sẽ là người không, như vậy là gặp quân của màu 7. Nếu như không có sự xuất hiện của Đổ Thánh ở đây thì mệnh hoàn toàn có thể đẩy thẳng quân lên nhà Tiểu Tử Ngư, đấu quân cùng với Tiểu Tử Ngư, và chim sẻ sẽ là người lao vào bắn trụ chính. Bây giờ chim sẻ vẫn đang đứng ủ mưu. Lộ rồi. Con dân chạy đi, vâng, đi bò nhà của Tiểu Tử Ngư đã phát hiện ra tên quân 6 giờ của chim sẻ. Bắt luôn, bắt tên này được không?
Bắt được tân quân này của mùa 7 hay không? Chim sẻ đang hơi mất tay để 7E cũng như là tách cung đờ bắn dân của Tiểu Thủy Ngư. Nhưng Tiểu Thủy Ngư thì có một tân quân đi thẳng vào nhà của game thủ Chim Mệnh. Có lý do vì sao mà ở nhà Tiểu Thủy Ngư đang không có quân để đỡ tân nốt của đỡ tân mắc của Chim Sẻ. Và Mệnh đang tự tin là sẽ đỡ được nhà trong tình huống này. Còn nhà A, đây là khu vực nhà A của Mệnh. Mệnh cũng đang khá là trâu quân. Quay trở lại với màn hình máy của Chim Sẻ. Sẻ đang đấu với mùa 7. Và cái tơn móc ở phía bên trong nhà của game thủ Tiểu Thủy Ngư, không biết là Chim Sẻ có còn quân ở đấy hay không. Hình như là vẫn đang còn. Vẫn đang còn vài con. Còn đỡ được. Đã đỡ được nhà đến từ game thủ Chim Mệnh rồi. Tham lai của Chim Mệnh đang là 5x. Hãy cẩn thận một tơn mùa 7. Chỗ giữa nhà nó vẫn còn mấy con. À hết rồi à. Vâng, Chim Sẻ cũng đang di chuyển sang rồi. Chúng ta có ốp ngược xuống nhà mùa 1 luôn bây giờ hay không? Tham lai 83 đến từ game thủ Chim Sẻ. Đồng Thánh cũng đang khá là yên ổn từ đầu đến giờ. Chim Sẻ đang là người bị lủng nhà. Còn một tơn đi quân ảo đến từ Đồng Thánh. Vậy em bắn rất đau. Còn ngằng cái chết trục dân ngay. Cùng AC nó ăn dân cực kỳ nhanh. Sẻ đang bị lủng một tơn khá là tai hại ở thời điểm hiện tại. Đang có lượng quân của game thủ Đồng Thánh di chuyển rất đông. Mất tay ở nhà nên là chưa thể nào phối hợp với cả game thủ Chim Mệnh được. Sẻ bị bóc tơn đau quá. Bị lọt tơn đau quá. Tham lai tụt xuống còn có 78 thôi. Thế trận vẫn đang khá là ban tí căng. Tiểu Thủy Ngư cũng mất quân nhiều. Nhưng lúc này thì Đổ Thánh mới đang là người to, khỏe. Đổ Thánh cũng mất khá là nhiều quân trong những cái tình huống đẩy quân và để bắt. Nhưng đổi lại thì Đổ Thánh cũng khiến cho lực của Chim Sẻ yếu đi rất nhiều luôn. Bắt đốt cùng này thôi, hết luôn. Bắt hết sạch quân của Đổ Thánh luôn. Chim Sẻ đang chậm lại, 52 dân. Vâng, tham này chúng ta sau tình huống bắt quân vừa rồi lại đang đè xuống được một chút. Đè lại được tham một chút. Đổ Thánh mất quá nhiều quân ở phía bên trong nhà game thủ Chim Sẻ. Bây giờ thì Tiểu Thủy Ngư đang muốn đẩy ra. Màn hình máy của game thủ Chim Mệnh. Mệnh tham 7x ở nhà cũng lại bị Đổ Thánh tạt sang. Đổ Thánh này đi quân hay thật đấy. Có mặt ở mọi nơi, mọi điểm nóng. Chỗ nào cũng thấy mặt. Quay trở lại với màn hình máy của Chim Sẻ thôi. Mệnh vừa lùi thì Chim Sẻ lại tới. Quay lại chơi không? Còn Đổ Thánh chắc không có nhiều quân ở nhà đâu. Mệnh tăng tiêu quá nhiều quân vào nhà của Chim Sẻ và cả nhà của game thủ Chim Mệnh. Đỡ tên này thì lượng quân Chim Sẻ đang có đây là cực kỳ đông. Và Chim Sẻ đang có một cái lợi thế dốc. Một con dốc rất đẹp ở ngay phía bên trong nhà của game thủ Đổ Thánh. Đấu trong tình huống này Chim Sẻ chắc chắn là người có lợi. Vâng, đấu quân như này thì đây có lẽ là sai lầm của Đổ Thánh rồi. Anh ta không muốn mất con dốc này. Anh ta đang muốn giữ bằng được con dốc ở phía bên trong nhà. Và đẩy tất tay quân ra đấu. Chắc chắn Chim Sẻ là người lãi quân. Có thêm cả Tiểu Thủy Ngư sang đây. Và Ngư đuổi theo phía sau để cứu nhà cho game thủ Đổ Thánh. Chim Sẻ ốp ở cái mặt đấy thì sự nó là rất tốn luôn. Trong khi đó thì Chim Mệnh tham lai tụt xuống 4x. Vâng, tân quân ở phía bên trong nhà của mùa 7 quá khó chịu. Mệnh đang không lở được tham, đang mất hết thịt rồi. Gỗ thì nhiều nhưng thịt không có để sóc quân. Khi mà Mệnh yếu, chúng ta mà không đánh yếu hẳn được mùa 7 ở trong tình huống này thì thế trận sẽ cực kỳ khó. Nó sẽ đưa về thế 2-1. Chim Sẻ đang cố gắng thủ khu vực nhà BA cho game thủ Chim Mệnh. Nhưng Mệnh đâu có thịt để sóc quân đâu. Mệnh đang không có tài nguyên để sóc quân. Đổ Thánh cũng đã mất ruộng chính rồi. Tham lai 83, Chim Sẻ thủ thành công khu vực nhà BA cho game thủ Chim Mệnh. Nhưng bây giờ thì Tiểu Thủy Ngư với những tân quân mới lở ra ở nhà thì Tiểu Thủy Ngư cũng đang vác sang đây để có thể thủ nhà cho game thủ Đổ Thánh. Vâng, bơm thịt cho Chim Mệnh để Chim Mệnh có thể lở lại tham một cách nhanh hơn. Rõ ràng là phải như vậy rồi. Cái trận này Mệnh vẫn cần phải thi đấu, vẫn cần phải lở lại thật nhanh. Còn nếu không thì sẽ là 2-1 đấy. 29 rồi, một tơn lọt đau, phải gọi là rất đau đến từ Đổ Thánh. Hai tình huống lọt nhà của Đổ Thánh, mặc dù anh ta bị bắt quân, mất quân, nhưng anh ta ăn được quá nhiều dân và khiến lực của cả hai game thủ bên mình rất là yếu luôn. Vâng, tham lai sau tình huống đó thì chúng ta đang bị đè tương đối mạnh, nhưng vẫn đánh được. Bị đè tham mạnh rồi nhưng vẫn đánh được. Sẻ vẫn đang khỏe và vẫn đang nguyên nhà.
Thế trận bây giờ là một thế trận khó nhưng vẫn đánh được anh em nhá, vẫn có thể cố gắng đánh thoải mái. Một tình huống bắt quân hay gì đó thôi, chúng ta có thể lật lại được ngay. Tiếp tục vẻ thành công đến từ chim sẻ để ngăn một tình huống lọt nhà tiếp theo của đội Thánh. Đội Thánh biết cái điểm yếu này, cái dãy hàng e mỏng. Vâng, cảm thấy không vào được, chạy ngay, lẩn rất nhanh, chạy chạy, vâng chạy, bán sống bán chết luôn anh em ạ. Ui rồi, ui rồi, chạy chỗ này mà kín thì có phải đẹp trai không. Ôi rồi, vẫn kín nhưng mà không, cái thế đấu quân này thì vâng mình có khi còn đang lỗ anh em ạ. Vâng, đấu quân như thế này thì vâng cứ từng lớp vào bắn một. Ơ, hình như là nó không đi được nữa thì phải, hay là nó đứng lại nó bắn đi, khả năng cao đứng lại bắn. Cung cũng chả vào được, con này đấu khi xẻ lỗ chả lãi đâu anh em ạ. Và cả hai game thủ đều sinh ra ở một cái khe và đều lựa chọn một cái khe vì một cái khe mà đang sức đầu mẻ chán với nhau. Đàn ông mà phải chịu thôi. Thôi khó rồi, mất tham sâu hẳn như thế này thì rất khó rồi. Đổ Thánh có hai tình huống lọt nhà thốn quá, tơn lọt nhà xẻ, sau đó là tơn lọt nhà truy mệnh, quá thốn. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Rồi, như vậy là những diễn biến ở trong trận đấu thứ 6 đã bắt đầu rồi. Màn hình máy chúng ta đang theo dõi đây là màn hình máy của chim sẻ lên đất bán sa mạc. Lửa xanh, lửa vàng, rừng dừa nó hiện ra ngay nó mới đau chứ nệ. Bây giờ đánh cung AC ghét nhất là rừng dừa, anh em công nhận không? Nhờ, đánh cả cái kèo cung thì nhìn cái rừng dừa ghét lắm. 2, 4, 6, 7. Rừng dừa ăn nó nhanh hết và nó nhanh thủng. Thường thì chúng ta sẽ cơ cấu nhà và lựa chọn những cánh rừng để tạo thế. Và xung quanh nhà nó càng nhiều rừng thì thế lại càng dễ khung, càng dễ cơ cấu. Nhưng mà những cánh rừng dừa thì nhiều chưa chắc đã là tốt, bởi vì ăn nó bị mỏng, nó bị thủng rất là nhanh. Cặp này cũng mạnh mà, cặp tiểu tử ngư Đổ Thánh cũng là một cặp rất mạnh bên Trung Quốc chứ không phải yếu đâu. Cho nên là kèo đấu này muốn thắng chúng ta cũng phải đánh thực sự là chuẩn chỉ và mắc binh. Hôm nay thì có ít nhất là một trận thi đấu mà Mệnh đã mang lại được khá là nhiều cảm xúc cho anh em theo dõi khi mà Mệnh có một bài F21 dân kích 8 dân A. Đúng là đánh như thế mới thắng được cái map đấy đấy. Map đấy là map xẻ thua cánh của tiểu tử ngư, xẻ yếu hơn so với tiểu tử ngư ở cánh kia. Và bài của game thủ Đổ Thánh cũng là một bài rất đẹp. Đây rồi, như vậy là chim sẻ vừa tìm thấy một bầy yêu to, cùng với đó là quả phụ luôn. Quay trở lại với màn hình máy của chim Mệnh. Bài Mệnh quả đầu cũng 7 này, hai nhà bên mình đều quả đầu 7. Và bài của Mệnh thì đang có cái thế có vẻ như đẹp hơn so với chim sẻ khá nhiều. Không, vẫn cũng rừng dừa anh em ạ. Xanh xanh mượt mượt đầu thôi, xa xa nó vẫn cứ vàng. Anh đang đánh ngư bao nhiêu tuổi không? Anh ngư hình như là 89 hay 88 nhỉ? Mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà vẫn trẻ anh em ạ. vẫn trẻ lắm. Vâng, tiểu tử ngư là một game thủ mà khi đánh hút thuốc cái mồm ngậm thuốc là phải hứng cái gạt tàn ở bụng. Thay cái tạp dề, gọi là đeo tạp dề và gạt tàn ở bụng luôn. Mồm ngậm tay đánh là không có gãy tàn đâu. Tàn thuốc nó cứ rụng thẳng xuống bụng luôn ấy. Cái này không biết là có bác nào ở đây đánh biến chế mà cũng cái kiểu đấy. Mồm ngậm điều thuốc đánh là quên gãy tàn không? Là nó cứ rụng thẳng xuống bụng thôi. Đánh mấy C thế em à? Kèo hai kèo anh nhá, hai kèo chạm lăm. Làm mời chén rượu và bình luận cho mượt khó lắm anh ạ. Đợt này
đi đường gặp rất là nhiều những cái chốt kiểm tra nồng độ cồn, có cồn trong người lát bét một cuộc tình ấy. Phạt lặng xong lại giam bằng cái thứ nữa, sợ lắm. Thật là anh em bây giờ nếu như xác định là mình có đi uống rượu đâu ấy, thì kể cả là ngày hôm sau luôn cũng không lái được xe luôn. Đây quên gãy tàn sau còn cháy cả quần. Đấy mà em bảo mà cái giống đánh đến chế lộ cuốn mà mình tập trung mình đánh mình quên hết xung quanh mà. Mồm ngậm thuốc cũng không để ý đâu, kiểu gì tàn cũng rơi xuống bụng, rơi xuống quần. Rồi quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ thôi anh em, sẻ đang bắt đầu kích đời ở 835, 26 dân. Đan giọng lúc nào cũng khỏe. Hôm nay thì em có một kèo. Em hôm nay thì có bình luận có một kèo buổi tối này thôi. Nên là tầm này thì thể lực đang sung, đang rất sung. Tí nữa không được bình luận to ảnh hưởng đến cái tầm muộn muộn, còn không được bình luận to ảnh hưởng sang hàng xóm. Hôm nào mà 2 hoặc 3 kèo cơ thì đến cái tầm muộn muộn buổi tối nó mới mệt. Tầm đấy là đuối hơi. Dơ Nga đến từ chim sẻ, trận đấu đầu tiên mà chim sẻ đi Dơ Nga trong buổi tối ngày hôm nay. Sẻ là thiên hướng chắc nhà, thiên hướng chủ lực. Nên là nếu như map đấu nó không bị gọi là quá xấu ấy, thì sẻ vẫn sẽ cố gắng cơ cấu. Nhưng trận đấu này thì bài này thì đúng là phải đi Dơ Nga thật. Nhưng mà Dơ Nga bài này lên cũng không sớm anh em ạ. Kích 11 thì nó cũng không sớm đâu. Hy vọng là sẽ bắn được để tạo được lợi thế cho cánh của game thủ chuyên mệnh. Sẻ đi Dơ Nga thì cũng rất là khỏe bởi cái cách đánh, cách cơ cấu và quản bản đồ của chim sẻ rất là tốt và giữ được dân, giữ tham khỏe. Chúng ta đã từng xem rất là nhiều những trận đấu mà chim sẻ Dơ Nga sau đó lại về chắc nhà làm chủ lực rồi. Gặp nhiều rồi. Đang đi tìm kiếm thêm đồ ăn. Tầm này cũng còn tay để câu voi nữa. Thao tác rất ghê. Đây bầy hiêu. Thôi mà mèo mó có hơn không anh em ạ. Tìm thấy quả thì là tốt nhưng mà thôi hiêu cũng được. Hiêu 4 được. Tầm này là phải tích được lực để còn sóc được quân. Sóc quân đều lúc đầu. Rồi nâng cấp bánh xe và xây trên nhà BA thứ 4. Hơi khó để đánh 5 ha, không có lực đâu anh em ạ. Bài này là bài lên muộn đi Dơ Nga mà lực lại còn yếu nữa chứ. Ô, màu 7 không lên đời đâu. Anh Thánh ơi, anh Thánh ơi. Đây rồi, anh Thánh rồi. Anh Thánh hôm nay mấy trận là nhảy dây hoặc là có một trận đen bài rất là đẹp nhưng mà bị chuyên mệnh kích 8 Dơ Nga vào mồm. Rồi có ít nhất là 2 trận mà anh Thánh ngày hôm nay là dân đang đi bộ là đã bị cung lờ bên mình bắn rồi ấy. Liệu trận này có phải là trận thứ 3 hay không? Những tình huống vậy em, còn tôi vừa mót quá rồi phải chạy vội đi anh em ạ. Trời ơi,
Tiểu Thủ Ngư đang chạy khá nhiều dân, nhưng ở nhà của mình thì chim sẻ cũng đang bị quản một tơn bởi màu 7 game thủ Đổ Thánh. Đổ Thánh là bài lên muộn, nhưng chim sẻ cũng là người đi dâng A, cho nên là ở nhà thì chim sẻ không có bất cứ một đơn vị quân nào để bảo kê các cơ sở làm ăn cũng như là bảo kê dân ở nhà. Đoàn xe cũng đang dí rất rát, bắn rất rát những đơn vị dân của đối phương. Liệu có tình huống vẩy e đến từ Đổ Thánh hay không? Sẻ chạy dân tơn này đang không để ý. Đây rồi, tiếp tục vẩy e để bắt dân của Tiểu Thủ Ngư. Ngư mất khá nhiều dân, Ngư mất tương đối nhiều dân ở nhà rồi đấy, bị chim sẻ kim khá nhiều dân đấy. Sẻ đang có một khoảnh ruộng khá ấm. Cái lối đánh của chim sẻ chúng ta thường thấy rồi, gặp rất nhiều trận đấu mà chim sẻ giấu giấu khoanh ruộng trong góc bản đồ rồi. Cái này anh em mà xem máy sẽ xem sẻ đánh nhiều là mà khi mà đối đầu là nhiều khi là có thể bắt được bài, có thể đi tìm được dân của chim sẻ rất là đơn giản thôi, cứ tìm ở các cái góc ấy là kiểu gì thấy dân. Còn quay trở lại với màn hình máy của chim mệnh, khi mà chim sẻ dâng A cho cái cánh bên này thì chim mệnh cũng đang có một cái thế đánh rất là khỏe. Tham lam của mệnh đang là 68/84, chắn có 2 có rồi, à đang nâng cấp rồi thì phải. Thế nhà thì không phải là đẹp lắm, nhưng tham lam to như thế này thì ta có thể yên tâm. Rồi thì quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ, tiếp tục phát hiện ra dân của Tiểu Thủy Ngư. Vâng, Ngư lại bắt đầu chạy, lại bắt đầu chạy mất dép. Mệnh đâu, ơ kìa, cùng gờ của mệnh kìa, sao có một con ở đấy. Vâng, tham dâng A bây giờ vẫn 42 này, trong khi đó Tiểu Thủy Ngư tầm này chắc chắn là đang rất yếu rồi. Ngư mất rất nhiều dân rồi, ở nhà thì chim sẻ vẫn đang bị những cung đường màu 7 trong tay Đổ Thánh quản, vẫn đang bị quản bởi Đổ Thánh. Và một thế trận khá là tươi. Bây giờ thì chim sẻ tiếp tục truy đuổi theo cái tơn quân. Vâng, có lẽ đây là tàn quân của Tiểu Thủy Ngư thôi, cả dân cả quân đây. Rồi, dành cả thanh xuân chỉ để đuổi Tiểu Thủy Ngư thôi. Đây rồi, cái khe, ơi, cái khe đó. Vâng, Tiểu Thủy Ngư chủ động quay đầu luôn anh em ạ. Vâng, anh chủ động, anh quay đầu rất nhanh. Vâng, một qua một pha đổ cua. Vâng, cua rơ người Trung Quốc. Rồi, uy rồi, tiếp tục bắn dân. Vâng, dân nằm xuống, nhìn rất thích mắt. Ở gần đấy có mỏ quả, tôi thấy Tiểu Thủy Ngư cua rồi đấy. Mỏ quả này hình như là có cái gì đấy, sẻ ơi quản được không? Hình như là tôi thấy có mùi khét khét ở mỏ quả đấy, bên phải ấy. Bên tay có mùi khét khét ở đấy đấy. Khả năng là có dân, sẻ vừa có một tình huống kè nè. Vâng, tham dân A 57 khỏe như thế này, bây giờ có khi sẽ sang ốp nhà màu 7, có khi còn dập dẹo màu 7 luôn đi chứ. Nếu như bây giờ sẽ gom toàn bộ quân của mình dí màu 7 một tơn, tôi nghĩ là cũng có thể đủ sức để khiến cho Đổ Thánh gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Sẽ đang tích được một số lượng quân rất đông bằng bài dân A của mình. Vâng, dân A lại còn có mấy cái ruộng ấm chứ khắm thật. Lực sóc của quân liên tục, lực là lực sóc quân liên tục, không nghỉ tí nào luôn. Đây rồi, tiếp tục là vẩy e bằng Tiểu Thủy Ngư. Vâng, cứ chạy vừa run sợ anh em ạ. Đây kiểu đúng kiểu. Vâng, vừa chạy vừa run sợ bị vẩy e, quay đầu liên tục tìm hướng chạy khác. Vâng, còn 2 con thôi. Ổ thương anh Ngư trận này thật sự luôn, sẻ bắn quá rát. Bây giờ thì Đổ Thánh vào lốt đây. Cứ vào lốt đây một lượt luôn. Rồi tiếp tục vẩy e bắt cung R của Đổ Thánh luôn. Chim sẻ có bài dương A đang có quá nhiều cung R và Đổ Thánh quyết rồi. Tỷ số được nâng lên là 4-2 dành cho cặp đôi chim sẻ đi nắng và chim mệnh. Một trận thi đấu mà dâng A cũng cực kỳ hiệu quả đến từ chim sẻ. Mệnh trận này đúng là không phải làm gì nhiều, thậm chí là mệnh còn có một tình huống đi quân cơ. Cơ bản là xe máy của chim sẻ cuốn quá anh em ạ. Vâng, xe máy của chim sẻ đuổi dân, bắt quân, bắt dân của Tiểu Thủy Ngư cuốn quá. Đâm ra là chúng ta cũng không biết cái việc mà chim mệnh đang là người đẩy quân ở thời điểm tại, và mệnh dường như là đang di khoảng 2 kích về phía 6 giờ nhà của game thủ Đổ Thánh. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Hôm nay tôi thấy có nhiều anh em đang hỏi đại sứ ấy, mọi người phải ủng hộ cho chim sẻ phút nhiều vào. Anh em ủng hộ chim sẻ phút nhiều vào thì chúng ta mới thường xuyên có những bạn đại sứ rất là xinh xắn ngồi phía sau. Nó thêm những cái màu sắc cho những trận đế chế, anh em có thêm cái góc nhìn khác. Chim sẻ phút thì vẫn đang có bán thịt trâu gác bếp giá 600.000 một cân, free ship toàn quốc cho anh em. Ngoài ra thì có cả gà củ muối hoa tiêu với giá là 230.000 một con, free ship cho anh em nội thành nhá. Mọi người có thể mua hàng trực tiếp tại đây luôn, hay là gọi điện đến số điện thoại hotline 0363888689 để có thể order. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Lăng ba vi bộ à?
Đây rồi, màn hình máy của chim sẻ sẻ đang có bầy nhiêu đầu, ít nhất 6 con. Đôi voi đây luôn. Trời ơi, mát máy thế nhỉ. Nó cứ phải gọi là mát máy nha em ạ. Quay sang báo ngay cho đồng đội là bài mát máy nhá. Hai cánh rừng hai bên rồi, thế đánh chắc nhà ở đây chứ đâu. Chắc chắn là nhà này là nhà có thế. Bây giờ thì cái vấn đề quan trọng còn lại của chim sẻ đó chính có lẽ là một mỏ quả phụ nữa. Bài rất đẹp. Thế nhà ok rồi. Hiêu voi gần rồi. Thêm mỏ quả phụ nữa thôi là mắc bình. Đá sang hình máy của chim mệnh xem mà có gì hot lúc đầu không. Mệnh đang cái gì đấy? Xem bầy hiêu mấy, 2, 4, 6, 7 thì phải. Ồ, hiêu 7 anh em ạ. Mệnh đang muốn đá bầy hiêu 7 này về. Bầy hiêu đầu rất to. Nền đất bán sa mạc. Cũng hình như là dò rộng ra thì vẫn có thể cơ cấu được. Ô, rộng ra là vẫn đẹp anh em ạ. Rộng ra khá nhiều rừng nhá. Nói chung là bài này là tôi nghĩ là bài của chú Mệnh cũng đủ điều kiện về thế nhà để có thể đánh chắc nhà được như không. Cái đây vâng, đi dò ngay hai sư tử. Cày thế. Chết một dân rồi. Rồi bầy hiệu 7 lùa về thành công dành cho chim mệnh. Khá là đáng tiếc khi mà chim mệnh chết mất một dân trong một tình huống đi dò gặp đôi sư tử. Đấy cũng là dân gặp đôi sư tử, nhưng mà dân của chim mệnh thì bị hai con sư tử nó cắn. Lúc nãy dân của chim sẻ đi ngang qua hai sư tử, sát vào hai con sư tử nhưng lại chỉ có một con nó đuổi theo nó cắn thôi. Nhiều khi nó hơn nhau cái tí may mắn tí đỏ anh em ạ. Không thấy đi dò nữa rồi. À đây rồi, quả phụ ngay trước cửa, đây giờ xong rồi đấy. Mắc binh, thêm cả hiêu phụ nữa, bầy hiêu có thể đá được về với chiếc S này luôn. Ăn tăng lực. Bài mắc binh rồi, cả về thế lẫn về đồ rồi. Chào Phạm Hồng Thái nhá. Chào Hoàng Hưng. Đây quay lại máy xẻ rồi đây anh em. Ok ok. Vâng, thỉnh thoảng mình phải đá đưa tí để anh em còn nắm được tình hình bài của mệnh như thế nào. Đấy, có thông tin là bài mệnh có hiêu 7 về và chết mất một dân. Kích đời 753 với 26 dân ở trong trận đấu này. Bài đấu rất là đẹp. Bài sẻ mắc binh lại thường hay thua. Vâng, để xem. Cảm ơn anh Hoàng Lượng nhé, đã gửi tặng cho chim sẻ 100 sao nhé. Cảm ơn anh tớ lại. Vâng, tớ là Lép. Cảm ơn Diego Hoàng. Cảm ơn Ngô Đạt. Cảm ơn tất cả anh em đã gửi tặng sao cho chim sẻ nhá. Ok, chào Nguyễn Tuấn nhá. Mệnh cũng đang dắt được con voi ở đâu đó, con voi thứ hai về. Bài chú mệnh là bài 28/1. Rồi chim sẻ lên đời xong, bắt đầu thiết kế nhà điều kiện. Một mình một vạch. Hai vạch thì lên phường. Rồi 10, 19, 27 dân. Ép đời, khác gì sen đâu. 27 dân của sen thì sẽ kích được khoảng 10-10. Còn với AC 10-19 chậm hơn 9 giây thì ok. Công thức chuẩn của sen là 27, 26 + 1 thì sẽ kích đời khoảng 10-10 anh em ạ. Nếu như mang nhiều hơn 2 dân ra xây nhà điều kiện thì có thể lên sớm hơn được khoảng 2-3 giây, khoảng 10-08 hoặc 10-07. Ô, thấy lấp ló, trời ơi, anh lại trèo lên, vâng, quả này có trèo lên cây, trèo lên cây thì thoát rồi, quả này thì có trèo lên cây thì mới thoát thôi, vâng, ô, ui, trời cái này hết, ơ,
Xử thua, không nói nhiều. 5-2. Không nói nhiều, tiền cả đấy anh em ạ. Xử thua. 5-2, luật rồi. Không được phép đập. Du sáng. Ý đi. 5-2, không nói nhiều anh em ạ, không phải đánh. Luật rồi. Tôi bảo quả này đúng chỉ có trèo lên cây mới thoát được thôi. Quả đấy đúng trèo lên cây mới thoát được thôi, chứ không có cửa nào để chạy. Quả này có đen nét đi không chạy được. Luật là không được đập. Gọi chuồn chuồn xử lý. Rồi đúng luật là xử thua. Bởi vì cái trường hợp mà bị nhốt dân này thì anh em xem thì gặp quá nhiều rồi. Rồi như vậy là đội bạn họ cũng quyết rồi. Chúng ta có chiến thắng 5-2 ở kèo đấu đầu tiên và cùng đến với kèo thứ hai. Lấp ló. Vâng đúng, chỉ gọi là sơ một cái thôi sẽ bắt được. Bắt được hai chú đi dân. Tóm bắt quả tang, bắt sống rồi anh em ạ.